Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Success Con Đường Thành Công. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động kinh tế và chính trị chưa từng có, nhiệm kỳ mới của Donald Trump đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam, một điểm sáng trong chuỗi cung ứng quốc tế, đang đứng trước cơ hội hiếm có để đón dòng vốn đầu tư khổng lồ từ Mỹ và các nước phương Tây. Vậy, tại sao Donald Trump lại khiến 150 tỷ đô la Mỹ chảy vào Việt Nam? Và chính sách của ông đã khiến Trung Quốc lao đao như thế nào? Cơ hội nào đang mở ra cho chúng ta? Và liệu Việt Nam có thể tận dụng thời cơ này để bứt phá? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết trong video hôm nay. Khiến 150 tỷ đô chạy vào Việt Nam, Donald Trump khiến Trung Quốc lao đao trong nhiệm kỳ mới. Nếu bạn quan tâm đến kinh tế, chính trị và tương lai của Việt Nam, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những phân tích mới nhất nhé. Bây giờ, hãy bắt đầu ngay thôi. Chính sách America First là cơ hội cho Việt Nam. 1. Donald Trump và chính sách America First, cú hích bất ngờ cho Việt Nam. Donald Trump, người từng được mệnh danh là bậc thầy đàm phán, đã khởi động cuộc chiến thương mại khốc liệt với Trung Quốc dưới khẩu hiệu America First. Chiến lược này không chỉ tập trung vào việc bảo vệ nền kinh tế Mỹ, mà còn vô tình tạo ra cơ hội vàng cho các quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam. Năm 2024, Trump quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị hơn 360 tỷ đô la Mỹ. Động thái này đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm những giải pháp thay thế cho chuỗi cung ứng. Kết quả là, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn, không chỉ về chi phí lao động thấp, mà còn nhờ vị trí địa lý chiến lược và các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng vọt gần 40%, đạt kỷ lục 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu khi các doanh nghiệp Mỹ buộc phải rời bỏ Trung Quốc để tránh mức thuế cao ngất ngưỡng. 2. Dự án siêu cảng tỷ đô, bước chuyển mình quan trọng. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong dòng vốn đầu tư vào Việt Nam là dự án siêu cảng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Đây không chỉ là một dự án lớn về quy mô, mà còn mang tính chiến lược, giúp Việt Nam trở thành trung tâm vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc xây dựng siêu cảng này không chỉ mở ra cơ hội lớn trong lĩnh vực logistics, mà còn giúp Việt Nam thu hút thêm hàng loạt doanh nghiệp lớn từ Mỹ và các quốc gia khác. Điều này được kỳ vọng sẽ biến Việt Nam thành một đối thủ đáng gờm của Trung Quốc trong vai trò là trung tâm sản xuất và vận tải khu vực. 3. Trung Quốc lao đao, cơ hội lịch sử cho Việt Nam. Chính sách thuế quan của Trump không chỉ là một cú đánh mạnh mẽ vào nền kinh tế Trung Quốc, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp toàn cầu phụ thuộc quá nhiều vào công xưởng thế giới này. Theo chuyên gia kinh tế Yu Bang, việc áp thuế lên 60% đối với hàng hóa Trung Quốc có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm đến 200 tỷ đô la Mỹ, đồng thời làm giảm GDP Trung Quốc khoảng 1%. Đối với một nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc, đây là một cú sốc không hề nhỏ, buộc nước này phải đối mặt với thách thức duy trì vị thế trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để trở thành một trung tâm sản xuất mới. Hàng loạt công ty đa quốc gia như Samsung, Intel và Nikkei đã gia tăng đầu tư tại Việt Nam, biến quốc gia này thành điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. 4. Thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam là điểm đến lý tưởng. Các doanh nghiệp Mỹ nhằm tránh mức thuế khổng lồ từ hàng hóa Trung Quốc đã không ngừng tái cấu trúc chuỗi cung ứng của mình. Việt Nam, với môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, lực lượng lao động trẻ và chi phí cạnh tranh đã trở thành một lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như giảm thuế doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cảng biển và đường giao thông. Hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia lớn giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế. Những yếu tố này đã giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, đạt con số ấn tượng, với dự báo tổng vốn FDI có thể chạm ngưỡng 150 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Câu hỏi đặt ra là, liệu Việt Nam có thể tận dụng cơ hội lịch sử này để vượt qua Trung Quốc, trở thành trung tâm sản xuất và vận tải hàng đầu khu vực? Trong khi Trung Quốc vẫn còn nhiều lợi thế như quy mô thị trường lớn và cơ sở hạ tầng hiện đại, Việt Nam đang dần rút ngắn khoảng cách. Đặc biệt,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Mỹ đã chuyển hướng sang Việt Nam, tạo nên một mạng lưới sản xuất linh hoạt và hiệu quả hơn. Ngoài ra, sự ổn định về chính trị và cam kết mạnh mẽ từ chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam, điểm sáng mới trong cuộc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ hội vàng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, Việt Nam đã tận dụng triệt để tình hình để nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Những chính sách áp thuế mạnh mẽ của Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc không chỉ khiến nền kinh tế nước này gặp khó khăn, mà còn tạo cơ hội cho Việt Nam bước vào cuộc chơi toàn cầu với vai trò là trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng thay thế. Việt Nam đã chứng kiến làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các doanh nghiệp lớn trên thế giới, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện tử, dệt may và tiêu dùng. Những con số biết nói cho thấy sức hút vượt trội của Việt Nam. Ngành điện tử Amkor Technology đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào nhà máy thử nghiệm chip tại Bắc Ninh, biến khu vực này thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Ngành năng lượng, quỹ Blackstone với tài sản quản lý hơn 1.000 tỷ USD đã cam kết đổ vốn vào các dự án năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và AI tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phát triển bền vững cho đất nước. Tiêu dùng và giáo dục, quỹ KKR đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào giáo dục và tiêu dùng Masan Group, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Những gã khổng lồ công nghệ lựa chọn Việt Nam. Những cái tên lớn như Apple, Samsung và Intel đã chuyển một phần hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất sang Việt Nam nhằm tránh các đòn thuế quan từ Mỹ đối với Trung Quốc, đồng thời tận dụng lợi thế về chi phí lao động thấp và môi trường đầu tư ổn định. Điều này không chỉ giúp các tập đoàn tối ưu hóa chi phí mà còn đưa Việt Nam vào bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu với vai trò then chốt. Chỉ tính đến tháng 10 năm 2024, Việt Nam đã thu hút 27,26 tỷ USD vốn FDI, trong đó ngành công nghiệp sản xuất điện tử và công nghệ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Với sự dịch chuyển này, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt mức kỷ lục 125 tỷ USD, tăng hơn 40% so với 2 năm trước đó. Việt Nam, trung tâm sản xuất hàng đầu Đông Nam Á. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng Việt Nam đã biết cách tận dụng thời cơ từ cuộc chiến thương mại để khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Điều này không chỉ nhờ vào các chính sách ưu đãi đầu tư và lực lượng lao động cạnh tranh, mà còn nhờ vào những cải cách nội bộ quan trọng. Phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ đã đầu tư mạnh vào các tuyến đường cao tốc, cảng biển và hệ thống logistics nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất và xuất khẩu. Chính sách thu hút đầu tư. Các khu công nghiệp mới được mở ra với mức ưu đãi thuế quan hấp dẫn giúp các doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng đặt chân vào Việt Nam. Môi trường kinh doanh ổn định. Với chính sách mở cửa và nỗ lực cải thiện xếp hạng môi trường kinh doanh, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư phương Tây. Thách thức phía trước. Mặc dù đã đạt được những thành công đáng kể, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. 1. Nguồn nhân lực. Sự bùng nổ đầu tư đang tạo áp lực lớn lên nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động sẽ là yếu tố sống còn để Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh. 2. Hạ tầng quá tải. Sự gia tăng của các dự án đầu tư lớn có thể khiến hệ thống hạ tầng hiện tại trở nên quá tải nếu không được nâng cấp kịp thời. 3. Cạnh tranh khu vực. Các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia cũng đang nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư với các chính sách hấp dẫn không kém. Cú hích. Từ các siêu dự án hạ tầng, những dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các siêu cảng quốc tế, TAP, đang được đầu tư mạnh mẽ dưới sự hậu thuẫn của các tập đoàn lớn như General Electric và Caterpillar. Các cảng biển như Cái Mép Hạ, Cần Giờ và Trần Đề sẽ trở thành trung tâm logistics quan trọng, giúp nâng cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam và kết nối hiệu quả với các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Những dự án này không chỉ thúc đẩy năng lực vận tải của Việt Nam, mà còn định vị đất nước như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ hội từ chính sách America First. Chính sách America First của Donald Trump đã vô tình đưa Việt Nam vào vị trí chiến lược quan trọng. Với vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng các cơ hội từ cuộc chiến thương mại để trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại Đông Nam Á.
Cùng với sự tái đắc cử của Trump vào năm 2024, các chính sách thương mại cứng rắn đối với Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì. Điều này mở ra cơ hội dài hạn cho Việt Nam để củng cố vị thế và tăng cường mối quan hệ thương mại với Mỹ. Sự trỗi dậy của Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không chỉ là một câu chuyện về sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, mà còn là minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội và chiến lược phát triển hiệu quả. Tuy nhiên, để giữ vững vị trí này, Việt Nam cần không ngừng cải thiện năng lực cạnh tranh, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững. Tương lai tươi sáng của ngành Logistics Việt Nam. Dự án kênh đào Phù Nam Take Hold, tham vọng của Campuchia và tầm ảnh hưởng đến khu vực. Dự án kênh đào Phù Nam Take Hold với tổng vốn đầu tư lên đến 2 tỷ đô la là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất tại Đông Nam Á trong thế kỷ qua. Dự kiến hoàn thành vào năm 2025, dự án này hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ cục diện vận tải đường thủy khu vực, tạo ra một tuyến giao thông mới nối liền Biển Đông với Vịnh Thái Lan. Với chiều dài 180 km, chiều rộng từ 80 đến 100 mét và độ sâu 5,4 mét, kênh đào này sẽ có khả năng phục vụ các tàu biển tải trọng lên đến 3.000 tấn. Khi đưa vào sử dụng, kênh đào Phù Nam Take Hold sẽ trở thành con đường vận tải nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, đặc biệt quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua Đông Nam Á. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian và chi phí logistics, giảm giá thành hàng hóa xuất khẩu và từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Đặc biệt, ngành may mặc, một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Campuchia, sẽ được hưởng lợi lớn từ dự án này. Ngoài ra, kênh đào còn được kỳ vọng tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các vùng lân cận và cải thiện cơ sở hạ tầng logistics quốc gia của Campuchia. Đây là bước đi táo bạo nhằm giảm sự phụ thuộc vào các cảng biển lớn tại Việt Nam, vốn đang chiếm ưu thế trong khu vực. Kênh đào Phù Nam Take Hold đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam, đặc biệt là với các cảng biển lớn như Cái Mép Hạ, Cần Giờ và Trần Đề. Dự án này sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành logistics và vận tải biển khu vực, đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực hạ tầng cảng biển để giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Siêu cảng Cái Mép Hạ, câu trả lời của Việt Nam. Trước sức ép từ các dự án hạ tầng của các nước láng giềng, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng logistics, mà điển hình là dự án siêu cảng Cái Mép Hạ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư gần 51.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la, dự án này được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics quốc tế quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Siêu cảng Cái Mép Hạ được thiết kế để tiếp nhận các tàu container siêu lớn với trọng tải lên đến 200.000 DVFOTT. Đây là mức tải trọng chỉ có ở những cảng biển hàng đầu thế giới như Hồng Kông, Singapore và Los Angeles. Nhờ vào khả năng tiếp nhận này, cảng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn vận tải biển lớn, nên giúp tăng cường năng lực xuất khẩu và cạnh tranh trực tiếp với các cảng biển lớn trong khu vực. Dưới thời chính quyền Donald Trump, Mỹ đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Các tập đoàn Mỹ như General Electric và Caterpillar đã đầu tư mạnh tay vào dự án Cái Mép Hạ, không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Việc hoàn thành siêu cảng này sẽ giúp Việt Nam giảm đáng kể chi phí logistics hiện đang chiếm khoảng 20% GDP, cao hơn mức trung bình thế giới 11-12%. Đây là yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tương lai ngành logistics Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với vị trí chiến lược gần các tuyến đường biển quốc tế, cùng nguồn nhân lực dồi dào và chi phí sản xuất thấp, Việt Nam đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này càng được củng cố bởi sự đầu tư từ các tập đoàn lớn của Mỹ và châu Âu, biến Việt Nam thành trung tâm logistics và sản xuất hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với những thách thức lớn từ các đối thủ như Campuchia, Ấn Độ và Indonesia. Các quốc gia này đang đẩy mạnh cải thiện cơ sở hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cải cách để giữ vững lợi thế cạnh tranh. Các dự án cảng biển chiến lược như Cái Mép Hạ không chỉ nâng cao năng lực logistics mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế. Việc hoàn thành các dự án này sẽ giúp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội từ chính sách tái định hình chuỗi cung ứng của Mỹ
và các quốc gia phương Tây. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng logistics và cải cách chính sách. Điều này không chỉ giúp Việt Nam duy trì vị thế hiện tại, mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững trong dài hạn. Với sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược như Mỹ và châu Âu, cùng quyết tâm nội tại, Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là trung tâm sản xuất và logistics hàng đầu tại Đông Nam Á. Tiềm năng và sứ mệnh của Cảng Cần Giờ, tương lai huy hoàng của Logistics Việt Nam. Dự án Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ không chỉ đơn thuần là một công trình cảng biển, nó đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển Logistics và kinh tế của Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ đô la từ Tập đoàn Vận tải Biển MSC Thụy Sĩ, Cảng Cần Giờ hứa hẹn thành trung tâm vận tải hàng hóa và Logistics quốc tế hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Vị trí chiến lược của Cảng Cần Giờ. Tọa lạc tại khu vực Nam Sài Gòn, Cảng Cần Giờ sở hữu vị trí địa lý đặc biệt là cầu nối giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng được vận chuyển đến những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, giúp rút ngắn thời gian vận tải và giảm đáng kể chi phí logistics. Cầu cảng dài 7 km và bến xà lan dài 2 km là những yếu tố quan trọng giúp Cảng Cần Giờ tiếp nhận được tàu container siêu lớn. Với diện tích lên đến 570 ha, cảng được thiết kế để tích hợp các cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo ra một mạng lưới logistics kết nối toàn diện từ Bắc vào Nam. Mục tiêu và lợi ích kinh tế, Cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố then chốt trong việc tăng cường khả năng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực như hàng điện tử, tiêu dùng và may mặc. Điều này càng trở nên quan trọng khi xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, đang diễn ra mạnh mẽ. Chính sách America First của Mỹ đã thúc đẩy các tập đoàn lớn tìm kiếm các đối tác mới trong chuỗi cung ứng. Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược và chi phí sản xuất cạnh tranh, trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Dự án này không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, mà còn tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cảng Chân Đề, cánh cửa đưa đồng bằng sông Cửu Long ra thế giới. Cầu nối dài nhất Việt Nam, biểu tượng hạ tầng hiện đại. Dự án Cảng Chân Đề đi kèm với một cầu vượt biển dài 17 km, dài nhất Việt Nam, là minh chứng cho sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông. Với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 2 tỷ đô la, công trình này được kỳ vọng sẽ là một bước tiến lớn trong việc kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với thế giới. Cầu vượt biển sẽ liên kết Cảng Chân Đề với các tuyến giao thông trọng điểm, tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa từ các khu vực sản xuất lớn như Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau. Hạ tầng hiện đại giúp giảm thời gian di chuyển, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận tải. Trung tâm Logistics quốc tế mới. Khi hoàn thành, Cảng Chân Đề sẽ là một trung tâm Logistics quốc tế quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước, mà còn hỗ trợ xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. Ngành nông sản và thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, sẽ được hưởng lợi lớn nhờ việc giảm chi phí vận tải và tăng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Cảng Chân Đề giúp mở rộng mạng lưới vận tải thủy, nâng cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt. Lợi ích kinh tế và phát triển bền vững. Dự án không chỉ cải thiện năng lực vận tải mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế khu vực. Cơ hội việc làm mới. Cảng Chân Đề dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương, từ lao động phổ thông đến các vị trí chuyên môn cao trong lĩnh vực Logistics. Kết nối mạnh mẽ hơn với thị trường quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ Mỹ, EU đến châu Á. Cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cảng Việt Nam. Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ trong ngành cảng biển với các siêu cảng chiến lược như Cần Giờ, Chân Đề và Cái Mép Hạ. Mỗi cảng có vai trò và tầm quan trọng riêng trong việc thúc đẩy phát triển logistics và kinh tế đất nước. Cảng Cần Giờ tập trung vào việc kết nối khu vực Đông Nam Á với các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Cảng Chân Đề mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản và thủy sản từ đồng bằng sông Cửu Long, giúp khu vực này tiếp cận các thị trường quốc tế. Cảng Cái Mép Hạ. Với sự rót vốn từ các tập đoàn Mỹ, cảng này sẽ là trung tâm logistics quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các cảng lớn như Singapore và Hồng Kông. Sự cạnh tranh giữa các siêu cảng không chỉ thúc đẩy sự phát triển nội bộ, mà còn tạo động lực để Việt Nam nâng cấp hệ thống logistics, giảm chi phí vận tải và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
thách thức và cơ hội. Dù các dự án cảng biển mang lại tiềm năng phát triển lớn, Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức cần giải quyết. Hạ tầng phụ trợ cần đầu tư mạnh hơn vào các tuyến đường giao thông kết nối từ cảng đến các khu vực sản xuất. Chi phí logistics cao. Hiện nay, chi phí logistics chiếm khoảng 20% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Việc giảm chi phí này sẽ cần một chiến lược tổng thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Cạnh tranh khu vực, các cảng lớn như Singapore và Thái Lan đã có hệ thống logistics tiên tiến. Việt Nam cần tận dụng lợi thế địa lý và nguồn lực để tạo sự khác biệt. Dự án cảng Cần Giờ và Trần Đề không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển của ngành logistics Việt Nam, mà còn là chìa khóa giúp đất nước tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm thương mại và vận tải hàng đầu khu vực. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn lớn của Thụy Sĩ, Mỹ và các quốc gia khác, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những dự án này không chỉ giúp tăng cường năng lực vận tải và xuất khẩu, mà còn mang lại sự phát triển bền vững cho kinh tế và xã hội Việt Nam trong tương lai. Việt Nam trước cơ hội và thách thức khi Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Trump tái đắc cử, những cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam. Cuộc tái đắc cử của Donald Trump, nếu xảy ra, sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam nhờ vào các chính sách kinh tế đặc trưng của ông. Chính sách America First và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã mang lại những lợi ích đáng kể cho Việt Nam trong nhiệm kỳ trước của Trump và nhiều khả năng những điều này sẽ tiếp tục nếu ông quay trở lại vị trí lãnh đạo. 1. Dòng vốn đầu tư từ Mỹ tiếp tục gia tăng. Dưới thời Trump, dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam đạt con số ấn tượng, hơn 150 tỷ đô la trong 4 năm. Các doanh nghiệp Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia đã chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc sang Việt Nam để tránh tác động từ các mức thuế quan cao mà chính quyền Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc. Những siêu dự án hạ tầng như cảng Cái Mép Hạ, cảng Cần Giờ và cảng Trần Đề là minh chứng rõ ràng cho tác động tích cực này. Với số vốn đầu tư khổng lồ từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, Việt Nam đang từng bước xây dựng vị thế là trung tâm logistics mới của khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, sự dịch chuyển sản xuất này không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo, mà còn tạo ra hàng triệu việc làm mới cho người dân Việt Nam, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao thu nhập bình quân đầu người. 2. Tăng cường vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sách bảo hộ thương mại của Trump đã đẩy mạnh sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam, với vị trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á, hệ thống cảng biển đang được đầu tư mạnh mẽ và nguồn lao động dồi dào, đã nhanh chóng trở thành một điểm đến hấp dẫn. Sự phát triển vượt bậc trong hạ tầng logistics với các cảng nước sâu như cảng Cần Giờ hay Trần Đề sẽ giúp Việt Nam không chỉ tiếp nhận các tàu container siêu lớn mà còn trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế quan trọng. Điều này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt khi các công ty Mỹ và châu Âu đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy ngoài Trung Quốc. Những thách thức từ chính sách America First. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, chính sách của Trump cũng mang đến nhiều thách thức mà Việt Nam cần vượt qua để phát triển bền vững. 1. Tăng áp lực cạnh tranh quốc tế. Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia và Thái Lan, những nơi cũng đang nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư từ Mỹ và phương Tây. Việc Trump thúc đẩy các chính sách bảo hộ thương mại cũng có thể gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện tử, dệt may và nông sản. 2. Nhu cầu phát triển hạ tầng bền vững. Sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực logistics và sản xuất đang đặt ra yêu cầu lớn về việc xây dựng một hệ thống hạ tầng bền vững. Điều này không chỉ bao gồm các cảng biển hiện đại, mà còn đòi hỏi một mạng lưới giao thông nội địa hiệu quả để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng và tiết kiệm chi phí từ các khu vực sản xuất đến cảng biển. Cảng Trần Đề, với cầu vượt biển dài 17 km, là một ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực này. Dự án không chỉ kết nối đồng bằng sông Cửu Long với thế giới, mà còn mở ra những cơ hội lớn cho ngành nông sản và thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, việc hoàn thiện các dự án này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và nguồn vốn đầu tư ổn định. 3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, quản lý logistics và sản xuất tiên tiến. Việt Nam cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo,
và cải cách giáo dục để chuẩn bị cho lực lượng lao động đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam vươn lên thành trung tâm kinh tế khu vực. Dù Trump hay Harris đắc cử, Việt Nam đều có cơ hội để tận dụng dòng vốn đầu tư quốc tế và nâng cao vị thế kinh tế của mình. Tuy nhiên, để thực sự trở thành một quốc gia thịnh vượng và bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thể chế để tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn. Đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển bền vững, đảm bảo rằng các dự án hạ tầng lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử với những cơ hội lớn từ dòng vốn quốc tế và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể tận dụng tối đa những cơ hội này để hiện thực hóa giấc mơ trở thành một công xưởng toàn cầu và một trung tâm logistics quan trọng ở Đông Nam Á hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn xã hội. Lời kết, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Với sự tái đắc cử của Donald Trump, nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những thay đổi lớn và Việt Nam có cơ hội vàng để khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới. Những chính sách táo bạo của Trump không chỉ đẩy mạnh dòng vốn đầu tư từ Mỹ, mà còn mở ra con đường để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những thách thức đòi hỏi chúng ta phải đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Việt Nam không chỉ cần tận dụng tốt những dòng vốn tỷ đô, mà còn phải chuẩn bị cho một tương lai công bằng, thịnh vượng và bền vững hơn. Các bạn nghĩ sao về tác động của nhiệm kỳ mới của Donald Trump đối với kinh tế Việt Nam? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận và chia sẻ video này nếu bạn thấy hữu ích. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích kinh tế tiếp theo từ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.